Thưa các bạn, quả đúng thật là yêu nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, nhưng thấy nghèo thì chạy ngay. Nhưng lần này tàu tôi chở xe ô tô đầy trên nóc thì bao ngầu rồi. Đi qua ai cũng lễ ông nhòm nhìn nhìn ngó ngó tàu tôi. Đến mấy anh tàu hải quân Nga cũng phải dí sát lại để xem thì kinh rồi. Lần này ô tô được trả tại cảng Vladivostok của Nga nha các bạn. Trước khi vào cảng phải đi qua con sông có cái cầu mà đến ông nội tôi cũng không biết tên này. Nhưng đặc biệt là có rất nhiều tàu hải quân cập ở đây. Đúng là cường quốc quân sự thứ hai thế giới có khác. Và các tàu hàng khác cũng neo đậu hay cập bến với kiểu mũi chổng ra ngoài và lái quay vào trong. Đây đúng là úp phao câu vào sông quê mà. Không biết là do tàu nhiều quá không đủ diện tích hay là luôn sẵn sàng để chạy hay sao mà bài binh bố trận như vậy. Rất thú vị phải không? Cập cầu xong thì mưa tuyết quá trời. Mà trên cảng đầy xe đâu còn chỗ trống mà cầu lên nữa. Cầm điện thoại quay được một lúc mà lạnh đỏ hết cả tay. Không bóp nổi cổ thằng nhỏ để xả lũ được nên đành phải nhịn luôn. Nhưng còn cầm tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút này thì chắc là được. Vì trời rét quá âm độ nên không quay được nhiều. Xin hẹn các bạn ở cảng tiếp theo nhé. Xin chân chuông cảm ơn.